Ngọc Trinh luôn thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ nơi nào cô nàng xuất hiện. Không hổ danh là người đẹp sở hữu vóc dáng hoàn hảo, cô nàng gần như chẳng bao giờ gây thất vọng khi lên đồ dự sự kiện. Cũng vì vậy mà mỗi lần Ngọc Trinh xuất hiện, khán giả lại càng kỳ vọng nhiều. Mới đây, Ngọc Trinh có mặt tại lễ trao giải Weichai Award 2020 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Màn sải bước trên thảm đỏ của cô nàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Như thường lệ, Ngọc Trinh đi đến đâu sẽ kéo theo đám đông đến đó. Lần này, người đẹp gốc Trà Vinh chọn trang phục váy xã hội màu vàng, khoe khéo được nhân điểm mạnh như đôi chân dài, làn da trắng không tì vết, vóc dáng quyến rũ. Thế nhưng, cũng vì chiếc váy gợi cảm mà Ngọc Trinh gặp khá nhiều khó khăn, phần trên quá bó, có thể tụt xuống bất cứ khi nào. Trong một video do khán giả quay lại đang được lan truyền trên mạng xã hội, mỹ nhân vòng eo 56 thậm chí còn phải chỉnh váy ngay trước ống kính. Nhà thiết kế Độ Long còn phải tiến đến giúp đỡ đàn em. Cô nàng dùng tay xóc lại phần váy để tránh hở hên. Chứng kiến cảnh này, cộng đồng mạng được fan tròn mắt. Có lẽ chị Ngọc Trinh mới dám công khai lần hành động chỉnh váy táo bạo như vậy trước đám đông. Một số người góp ý rằng Ngọc Trinh có thể quay lưng đi, tránh ống kính và khán giả để sửa váy, thay vì làm việc đó một cách công khai như vậy. Tuy nhiên, cũng không ít fan minh vật cho rằng việc sửa váy rất bình thường, không nên xét nét quá nhiều. Cũng qua clip tim qua đường quay được, vóc dáng nhan sắc thật ngoài đời của Ngọc Trinh lần nữa gây sốt. Dù không lung linh như ảnh đã qua chỉnh sửa, nhưng cô nàng vẫn nổi bật nhờ nước da trắng sáng, đôi chân dài miên man và thân hình không chút mở thường.